tại dự án Hà Gia Đình, lô đất N01, T67, khu đô thị mới ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, đang diễn ra tình trạng vận hành cầu tháp tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người tham gia giao thông và việc các xe trọng tải lớn chở vật liệu xây dựng ngang nhiên lấn chiếm lòng lề đường để phục vụ thi công dự án. Dự án trên nằm ngay tại trung tâm khu đô thị mới ngoại giao đoàn là khu đô thị với nhiều công trình làm việc của cơ quan đầu ngành quốc tế Bộ Ngoại giao. Chủ đầu tư là Tổng công ty xây dựng Hà Nội, nhà thầu thi công là liên danh công ty cổ phần thi công cơ giới xây lắp và công ty cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Lan Mát. Trong quá trình thi công dự án Hà Gia Đình, phóng viên ghi nhận cầu tháp hoạt động liên tục vào thời gian ban ngày và trong giờ cao điểm, vượt khỏi phạm vi công trình, vươn ra lòng đường, việc cầu hàng tấn sắt thép lên cao, vòng qua đầu người đi đường luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khôn lường. ở trạng thái nghỉ của cần trục tháp không được nhà thầu đưa tay cầm và đối trọng vào trong phạm vi công trình không có ý thức nhằm hạn chế tối đa tay cần và đối trọng vượt ra khỏi phạm vi công trình hơn nữa theo ghi nhận trước cổng dự án trên là hàng loạt các xe trộn bê tông xe trọng tải lớn chở sắt thép dừng đỗ ngay tại lòng đường để phục vụ cho việc thi công dự án gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông toàn bộ phần vỉa hè xung quanh dự án cũng bị chủ đầu tư và nhà thầu thi công tận dụng làm nơi để vật liệu xây dựng. Theo quy định của thành phố Hà Nội, các công trình có vùng hoạt động của cầu tháp vượt ra ngoài phạm vi công trình có nguy cơ ảnh hưởng đến giao thông, đi lại của nhân dân chỉ được hoạt động từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau và phải có hệ thống cảnh báo, cảnh giới, người hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông theo quy định. Trước tình trạng đáng báo động về mất an toàn thi công công trình xây dựng như hiện nay, đơn cử như dự án Giờ San Mễ Trì bị đứt cáp cầu từ tầng 29 khi đang vận chuyển vật liệu xây dựng khiến hai người bị thương hồi tháng 8 năm 2018. Đáng lẽ, vấn đề này cần phải được các cơ quan chức năng và chủ đầu tư chú ý hơn. Tuy nhiên, thực tế ghi nhận tại dự án Hà đơn vị thi công vẫn cố tình phất lờ các quy định về an toàn trong quá trình thi công các cần trục vẫn tự do hoạt động vào các khung giờ cao điểm, tự ý vận chuyển vật liệu lên cao, vươn cầu tháp ra các tuyến đường nơi có rất đông phương tiện tham gia lưu thông, lấn chiếm vỉa hè, dừng đỗ xe tại lòng đường để vận chuyển vật liệu xây dựng. Để làm rõ các vấn đề trên, phóng viên đã liên hệ làm việc với Ủy ban nhân dân phường Xuân Tảo, Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm, nhưng sau nhiều tháng, các đơn vị trên vẫn né tránh và chưa có hồi âm trả lời phóng viên truyền hình báo điện tử tầm nhìn sẽ tiếp tục thông tin